Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Nay là ngày 11 tháng 11 năm 2011. Ngộ ha. Ngày tháng năm 11 hết. Nhằm ngày 16 tháng 10 năm Tân Mão. Ngày hôm qua ngày rằm tháng 10, hồi nhỏ đi học rồi nấu chè, cúng rằm tháng 10 rồi ăn chè đó, mà ngày hôm qua quên không có nấu chè gì hết đâu. Chẳng có cúng. Chút xíu nữa nếu mà nhớ nhắc lại cái việc đó để đồng thời cũng nhắc với Phật tử một chút về vấn đề rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, nó có cái gì đặc biệt của đạo Phật hay không. Chứ cái phong tục của Việt Nam mình đó thì ba cái rằm đó ai cũng có cúng hết trơn. Như tôi vừa nói đó, hồi nhỏ tôi đi học chữ Nho mà, thì ba cái rằm đó đều đâu đậu tiền lại nấu chè cúng rồi ăn chè. Có năm bà thầy bà nấu chè, bà lỡ bà làm nhè năm ăn có lần mà nhè cái ruột đó, nó nín ở trong đó. Nó chè trôi nước đó. Nó nín rồi cái bột nó nhão nhão đó. Ăn không ngon gì trọi trơn, mà hồi nhỏ thì cũng nuốt trớt cũng được vài viên. Lẽ ra là ngày hôm qua có cuốn rằm đấy. Còn ông già tôi á, ông thân sinh tôi đó, là ôi cuốn rằm là ông làm quan trọng lắm. Cũng nấu chè phải vú chuối trước mấy ngày, tới ngày đó rồi mới cúng vôn qua rồi cắt cuốn rằm. Nhưng mà thật sự ra thì cái người biết tu học theo đạo Phật thiệt á, không có cái ông thần ông thánh nào mà phải chờ cái ngày đó mới được kiếm ba cái đồ vậy mà ăn. Nói chuyện nó dài dài rồi có người cũng bực bội, người ta cũng không chịu. Chứ đạo Phật thì không có ngày rằm quan trọng gì với đạo Phật hết trơn. Ngày nào cũng như ngày nấy. Còn như ngày Nam Tông người ta không ăn chay ngày nào hết trơn, đừng có nói rằm gì hết. Mình giờ phải lửa rằm 30 mùng 1 gì đó, gọi là Bắc Tông đó ha. Bắc Tông là Trung Quốc quậy dữ lắm rồi nha. Gần đây tôi nghiên cứu lịch sử Phật giáo Trung Quốc hơi kỹ hơn, tìm nhớ lại những cái Trung Quốc quậy dữ lắm. Bày ra nhiều thứ thần thánh, bày ra cúng nhiều thứ, nhiều ngày. Còn ăn chay ít nhất là rằm 30, không có nhầm cái gì cả đó hết. Rằm cũng vậy mà 30 mùng 1 cũng vậy. Cho nên là tôi từ nhỏ tới giờ tôi đi giảng đâu, có người hỏi tôi vấn đề ăn chay, tôi nói lỡ ngày đó quên rồi ngày khác ăn bù cũng được. Chứ có người sợ lắm, ngày đó mà lỡ quên sợ vô cùng, sợ tội. Hỏi tôi nói ăn bù không sao hết. Mà lỡ quên luôn không bù cũng không sao.
Vấn đề là tu cái khác chứ không phải vấn đề cái ăn. Nhưng mà mình không có nói nhiều được, không phải lúc nào mình cũng nói nhiều. Phật Thích Ca xưa không có buồn ngày nào hết. đi khất thực vậy đó thì ta cho gì ăn nấy. Cho nên các cái nước mà tu theo Phật giáo Nam Tông đó, người ta đâu có bù gì đâu. Ngày nào như ngày nấy khất thực, cho thịt gì ăn thịt nấy, cho cá gì ăn cá nấy, không có đặt vấn đề ngày nào là chay, ngày nào là không chay, cho nên không có vụ ăn bù. Vấn đề đã nói thành ra cái thứ khác nữa thôi. Bây giờ thì trở lại vấn đề là hôm nay là chúng ta là nghiên cứu lại kỳ nghiên cứu kỳ thứ nhằm kỳ thứ 157. Cái đầu đề bài thơ là Phúc Vẫn Vơ. Hiện giờ là 4:30, ngày 11/11/2011, nhằm ngày 16/10 năm Tân Mão, bắt đầu nghiên cứu bài Phúc Vẫn Vơ. Cái bài này thì nói là thơ chứ kỳ thật ra là tại vì tình cờ nó nhớ. Đây là tôi mà cái này riêng là của Như Nguyễn Thiện Sư chơi ấy mà, làm chơi. Tình cờ nó nhớ những cái việc vậy thì ghi nó vô đây. Còn ai nói thơ cũng được mà không thơ cũng không sao. Vấn đề là Phúc Vẫn Vơ này nó nhớ vẫn vơ vậy đó rồi nó ghi lại. Bài thơ này nó có hai đoạn. Nó có 8 câu. Một đoạn này nhắc nhở cho mình và cho các cái bạn đồng nghiệp tu sĩ của mình. Còn 8 câu sau đó thì để nhắc nhở chung chung cho các Phật tử tại gia, các người tầng thế. Thế thì bài thơ như thế này. Vẫn vơ đây có nghĩa là đi vẫn vơ, đi chơi, đi thoải mái ở ngoài rừng thông, ở ngoài đường, ở dưới bóng cây vậy đó. Rồi nhớ vẫn vơ mà không có đặt cái đối tượng gì kỹ lưỡng hết á, gọi là Phúc Vẫn Vơ. Thì cũng đặt vậy thôi chứ là không có cái gì quan trọng hết á. Những cái kinh điển mà tôi nghiên cứu gần đây đó, tôi nghiên cứu sâu hơn đó, là tôi xin thưa với các thiện hữu tri thức của tôi, cũng như là các Phật tử gần xa thân mến, là chúng ta học Phật, chúng ta phải học theo cái kiểu con ngỗng trời, người ta gọi là thiên nga, nghe cho nó đẹp, chứ con vịt cũng được. Học cái kiểu của ngỗng, của vịt, của thiên nga. Nó rút rỉa nước đục ngầm mà. Vịt tàu cũng được nữa, vịt tàu ta thả là cái ngàn con ở ngoài ruộng á. Tới cái mùa cắt lúa rồi đó, ta đi thả vịt lần cả ngàn, 2.000 con. Nó rút rỉa, nghĩa là cái đồng ruộng nước đục ngầm nhau vậy đó. Nhưng mà nó lựa từng cái hột lúa cũ, lúa rời ở dưới đất á. Nó ăn, rồi nó rút rỉa những con còng, những con ốc, con hến nó ăn. Còn tất cả những cái gì là thuộc về râu ria, rác rến hay là lá cây mộc hay gì đó đều là không có vô được cái miệng của con vịt, của con ngỗng, của con thiên nga. À, cái đó là tạo hóa sinh ra nó có cái hay vậy đó. Nó rút nước đục ngầm vậy, coi dơ dái, coi kể cả có khi là bùn xịt xịt nữa. Vậy mà các thứ dừa kia không có vô miệng, không vô bộ tử nó. Nó lượm từng con hến, từ con sò, từ con còng ở trong bùn đó vậy đó, mà nó ăn cái đó. Còn các thứ lá cây mục hay là đất hay đá gì đó đều là không có vô bụng của những cái con thiên nga, của những con vịt. Thành ra mình học Phật mình cũng để ý phải dựa vào cái đường lối mà của Đức Phật dạy. Văn, tư, tu, cái đó quan trọng lắm đó. Văn tức là mình phải nghe. Đạo Phật dạy vậy,
gọi là tam huệ học. Tam huệ là tam tuệ đó, phải dùng ba cái thứ trí tuệ, là phải có người nói để cho mình nghe. Hồi xưa Đức Phật đó là cái người nói đó, cái người dạy đạo cho tất cả những chúng ta bây giờ học đó, là thầy của chúng ta. Đức Phật Thích Ca là vô thượng y vương, là dục vương, là pháp vương, là cái người giác ngộ chân lý trước, tự tìm chân lý giác ngộ, trải qua một quá trình rất là khó khăn và nghị lực dữ lắm mới giác ngộ được chân lý. Rồi Đức Phật là khi mà tự giác rồi đó, giác ngộ chân lý trọn vẹn rồi đó, gọi là vô thượng bồ đề đó, thì mới là đem cái hiểu biết của mình mà nói lại cho tất cả những người sau, cho các đệ tử nghe. Do vậy mà đệ tử nghe Phật đó là phải văn, đệ tử Phật là phải văn. Cho nên tôi nói đây lần là tôi nói, tôi biết tôi nói là tôi lỗ thôi, nhưng mà đều tại bây giờ phải nói vậy. Chứ bây giờ cho tiền tôi về 1.000 tỷ mà biểu tôi đi lập mấy chục cái thiền viện, mấy chục cái chùa mà biểu tôi đừng nói, tôi cũng không chịu nữa. Lấy tiền để đi lập chùa mà để giấu giếm những cái chân lý cho Phật, của Phật tử đó, không nói cho Phật tử biết, để lấy tiền 1.000 tỷ để lập 30-40 cái thiền viện gì tôi mới nghe nói đó, là tôi cũng không thèm. Lập chùa để làm gì? Lập thiền viện để làm gì mà không nói sự thật cho Phật tử nghe này? Thế thì lập chùa để làm gì? Phật Thích Ca chẳng lẽ là ngu hơn những vị thiền sư, những vị trụ trì đệ tử Phật ngày nay? Phật Thích Ca không lập chùa, không có dùng thủ thuật để lấy tiền của thiền hạ, vậy là Đức Phật Thích Ca ngu hơn à? Nói chuyện vô lý đâu có được. Cho nên là vấn đề là của Phật giáo hồi xưa đó, ta học ngày nay đó, ta phải chọn phải nghe. Cái môn nào mà người ta không cho mình nghe, mà người ta bắt mình nghe, người ta bắt mình tu đó, là cái môn đó phải nói là cái môn tầm bậy. Cho nên hiện giờ tôi đang viết những cái bài chơi đó, gọi là những chiếc lá trong tay đó. Tôi vạch rõ các cái lối tu dạy tầm bậy, mà tôi cho rằng là cái điều đó họ là bậy. Bởi vì những cái người mà tôi dịch ra đó, tôi chỉ đó là họ dạy tu không họ không cho người ta văn, không dạy cái, không nói cho ta hiểu cái gì hết đó. Bắt tu ngồi, gọi là ngồi thiền, gọi là ngồi thiền mà không cho người ta biết thiền, cái đối tượng thiền là cái gì, đưa ra một câu bậy bạ không ý nghĩa gì hết mà bắt người ta ngồi thiền, ngồi đó mà nghiệm cái câu mà không bao giờ có nghĩa lý, thì cái thứ thiền đó là đối với tôi là tôi cho là lừa bịp. Cái môn thiền lừa bịp, không cho người ta văn, mà không có văn thì lấy cái gì mà tư, tức là tư duy, tức là tham thiền đó, là suy nghĩ đó, là nghiệm đó, là suy gẫm đó. Rồi người ta suy gẫm, người ta nhận thức đúng là người ta mới là tu, người ta mới hành chứ. Mà ở đây là những cái môn dạy đạo mà không nói cho người ta nghe, người ta biết cái gì, gọi là không có văn. Chứ văn ở đây là nói, là mình nghe, mình tiếp nhận của ai đó, của thầy, của tổ, của ai đó, của Phật. Chứ mà người ta không có cho mình nghe, người ta không có nói rõ cho mình hiểu cái đường lối, cái lý do, cái cách thức đúng hay sai mà người ta không nói cho mình hiểu đó, thì mình đừng có tu theo cái thứ đó. Họ nói họ chứng gì thì kệ họ. Cái chứng của anh là anh chứng cái gì, anh phải nói cho tôi biết. Và cái điều mà anh chứng, anh nói cho tôi biết rồi, nếu tôi hành theo anh thì tôi có được an lạc sung sướng gì không. Chứ nếu mà anh nói anh chứng là anh không cho tôi biết gì hết, anh biểu tôi theo anh để cúng tiền cho anh làm chùa chơi vậy hả? Đâu có được.
Tôi cúng chùa thì anh làm 20-30 cái chùa để anh nổi danh trong nước ngoài nước vậy, mà còn cái đạo của anh là tôi không hiểu gì hết trơn. Thế thì không nên học những cái lối dạy đạo như vậy, lối truyền đạo như vậy. Cho nên là đừng có tin, đừng có tin là cái người nào đó có quy, có quyền, quy quyền chưa chắc. Từ từ rồi tôi sẽ nói hết cho các Phật tử biết những cái ông mà quy và quyền đó không chắc gì đâu. Và sự thật là bẻ ra. Quyền mà do vua phong thì là cái quyền đó đâu có được. Cái quyền của nhân dân, của quần chúng, của bá tánh ta phong mà ta nhận cái đó là lẽ phải, thì cái quy đó, cái đạo đức đó mới là thiệt đạo đức. Chứ đạo đức mà do vua phong đó tôi nghiên cứu rồi, gần đây tôi nghiên cứu tất những gì mà cổ kim á, là thứ nhất là bên Trung Quốc bao nhiêu triều đại là coi chừng vua phong, mà vua phong ai và cái người đó làm gì, cái đối tượng CV của người đó làm gì, và ông vua nào phong, môi trường hoàn cảnh lý do nào phong. Chứ có những vua phong để là nói theo mình, nói lùa theo cái đường lối chủ trương của mình thì phong, thì mấy cái ông mà gọi là cái ông sư đó là không hay ho gì trơn. Bởi vì vua người ta giỏi về chính trị, người ta giỏi về trị nước chứ đâu có phải giỏi về giải thoát giác ngộ. Mà ông chấm điểm cho mình về mặt giải thoát giác ngộ, ông phong cho mình là làm sao mình có được an lạc được. Vua là quý về mặt chính trị, về mặt trị dân thì chuyện đó chuyện của vua, của quan, của triều đình là chuyện riêng. Mà còn đem mình đặt cái ông vua và phong cho cái ông thiền sư đó, cái ông quốc sư đó mà gọi là ông đó là quý là chưa chắc. Nói kiểu đó là cái cách nói cổ tù đó là dựa trên cái cơ sở là văn tư tu của đạo Phật đó. Học Phật là dứt khoát là phải có nghe, phải được nghe, phải được giáo dục. Phật tử thì phải có được minh sư. Nếu Phật tử thì phải có minh sư, còn tu sĩ cũng phải có minh sư. Rồi truyền đạt những cái gì mà minh sư cũng chưa chắc đủ, cũng không đáp ứng hết trọn vẹn được, mà phải tự mình có cái chủng tử đại thừa, có cái chủng tánh thánh thiện. Rồi mình nghe rồi mình mới suy nghĩ rồi mình mới thiền định, mới suy gẫm, tức là thiền định đó. Nhưng mà phải có nghe. Cũng như mọi người, cha mẹ sinh ra rồi không có ai mà thông minh giỏi được hết á. Cha mẹ sinh ra rồi là phải có thời gian học tập. Nhưng mà trong thời gian học tập đó có khi những cái người đó lại giỏi hơn thầy họ, điều đó có. Nhưng mà không học tập không được. Không có thầy là không được. Nhưng mà có thầy rồi có khi người biết bao nhiêu người ta giỏi hơn thầy. Nói như vậy không nghĩa là tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào, tự tôn, tự thị. Nhưng mà có người người ta giỏi hơn thầy. Trên bước đường tu học cũng vậy. Đức Phật Thích Ca xưa kia học là nhiều thầy đó. Nhưng mà tới cái lúc mà phát hiện ra cái vô sự trí, cái tự nhiên trí, cái nhất thiết trí, cái nhất thiết chủng trí của Đức Phật á, thì Đức Phật vượt ra tất cả những cái hiểu biết của những ông thầy mà mình đã học trước. Cho nên cái điều đó là cái điều có thật. Thành ra là mình tìm minh sư, mà minh sư giải tới cỡ nào, còn cái phần mình phải đóng góp vô trong cái việc mà giải thoát giác ngộ của mình nữa. Và có khi mình không bằng thầy cũng có. Bởi vì môi trường hoàn cảnh của mình là mình không có điều kiện tu tốt như ông thầy được. Thế thì là được minh sư là quý. Mình có thể vượt hơn minh sư. Nhưng mà nếu không vượt thì cũng không sao. Bởi vì mình làm theo năng lực cơ mà. Mình tu theo khả năng hoàn cảnh môi trường của mình đó, thì mình hưởng cái sự an lành, hạnh phúc, giải thoát giác ngộ. Nó ngang bằng với cái tu tập của mình. Tuy nhiên là phải nhờ có minh sư.
Nhưng mà nhớ rằng minh sư không phải là cái mức cuối cùng mà mình yêu cầu. Mình có thể vượt hơn minh sư của mình cũng được. Điều đó không có gì tội lỗi hết. Phật Thích Ca xưa kia cũng vậy thôi. Học nhiều minh sư, nhưng mà sau đó mình vượt hơn minh sư. Và khi mà đem ra mà dạy cho chúng sanh là phải nói cho người ta nghe cái chứng đắc của mình, cái chân lý của mình mà mình đã ngộ. Cho nên là người học Phật phải gọi là có cái quá trình văn, phải mình phải được nghe, phải tìm nghe, nhờ minh sư chỉ dẫn. Cái đó là tư duy, đúng chân lý mới nghe, không đúng chân lý là không nghe. Chứ không phải là ai nói, ai lên là cái chỗ ngồi ở trên rồi nói xuống mình cũng phải nghe. Ngoài đạo Tà giáo làm cái đó dễ lắm. Ngoại đạo Tà giáo nó có cái sự ủng hộ của ngoại đạo Tà giáo. Nhiều khi tiền bạc thịnh hành uy quyền thế lực của nó lớn lắm nữa cơ. Lớn hơn những người có giải thoát giác ngộ thiệt cũng có. Do vậy mà mình phải có trí tuệ, phải có tư duy. Mình mới lựa chọn được, mới làm như giống như con thiên nga. Giống như con ngỗng, con vịt. Lựa thức ăn trong bụng lầy mà ăn. Cho nên là tôi phát hiện ra là những cái thứ gần đây tôi phát hiện ra những cái gì mà người ta gọi là tiền bối thì đúng hơn. Còn tổ thì là tổ dởm thì đâu có phải là gì sanh trước mình 1.000 năm, 200 năm là gọi là tổ. Cái đó là tiền bối. Tiền bối là cái thành phần người sanh trước. Chứ không phải sanh trước là thông minh hết. Nhân loại cũng vậy, không phải là nhân loại sinh cách đây mấy trăm năm, ngàn năm gì đó rồi họ khôn hơn, không phải vậy. Cho nên là tiền bối thì có, mà không phải là người nào mà làm tu sĩ trước kia là đều gọi là tổ hết được. Tôi nghiên cứu ra kinh điển để tôi lựa đó, thì giỡn nhiều lắm. Chỉ giỡn là mình nói theo cái ngôn từ của bình dân, tức là những cái đồ vật không hay, không tốt, không đẹp, đồ ăn thì ăn không ngon, đồ ăn dở, người ta gọi là đồ dởm. Thì trong đạo Phật nó cũng vậy. Tiền bối có những người kinh sách để lại, mình phải nói rằng là đầu tư trí tuệ trong đó rất rõ ràng. Dựa trên lời Phật ý kinh, người ta phát hiện ra những cái rất là sâu sắc có. Còn giảm thì nhiều hơn. Từ từ tôi sẽ nói, nhưng mà bây giờ không dám nói một lần hết được đâu. Phát hiện ra nhiều cái sợ quá. Gọi là tổ mà tổ bậy bạ, dẫn dắt bậy bạ. Cho nên phải lựa mà nghe. Nghe rồi phải suy nghĩ để nhận thức. Nhận thức nó có phù hợp với cái lý tưởng của mình. Mà giới đạo Phật thì nhận thức bằng cái chiều hướng là đi tới giác ngộ và giải thoát á. Chứ còn nhận thức theo cái trình độ của những nhà khoa học, bác học gì đó thì lấy cái trí đó ra đem vô đây thì không phải rồi nha. Cho nên là cái đối tượng nhận thức và cái đường hướng mà mình nhận thức để đi tới đó là của đạo Phật đó, thì phải dựa trên cái cơ sở là văn tư tu, mà văn tư tu nó dựa trên giới, định và tuệ. Phải tu định, phải tu thiền định để có trí tuệ. Có trí tuệ để làm gì? Để có trí tuệ để phục vụ cho giải thoát và giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến tức là cái quả vị bồ đề. Còn giải thoát tức là cái quả vị niết bàn. Thành ra giới học, định học, tuệ học để có được bồ đề và niết bàn. Đó là cái đường lối đi lên của Đức Phật dạy như thế. Chứ còn đây không có lấy cái trí tuệ của người thế gian mà đem vô đây mà so sánh để đánh giá thấp cao. Cái đó đạo Phật không cần cái đó. Cái đó để cho những nhà bác học người ta làm.
mà ta làm cái đó rồi để rồi lợi cho nhân loại cũng rất dữ mà hại cũng rất dữ. Bởi vì quả tiễn liên lục địa mà mang đầu đạn nguyên tử đó thì nghe nói rằng là bấm nút một cái đùng cái nó đẩy đi một lần 12 cái đầu đạn, tàn phá 12 điểm khác nhau. Thế thì là cái trí tuệ nó giữ đó chứ. Nhưng mà trí tuệ đó đạo Phật không cần. Đừng yêu cầu mấy người mà tu sĩ Phật giáo đem đi nói cái chuyện đó. Bên đó thì những nhà bác học như thế người ta hơn nhiều nhiều lắm. Những người Phật giáo không hề biết cái đó, không chế ra những cái thứ mà làm chết người chi. Bây giờ thử cái bài này, cái này gọi là nhắc nhở cho nên nhớ gì nói nấy. Tôi nói như vậy là nhắc nhở, nếu mà Phật tử mà nghe bằng cái tâm hồn Phật tử nó có lợi dữ lắm. Nhưng mà nếu mà không phải nghe bằng cái tâm hồn của một người đệ tử Phật, không lấy cái đối tượng là giải thoát thì giải thoát tri kiến đó, thì nghe không có nhầm gì hết trơn. Nghe nói cái thằng cha này già này nó nói cái gì ở đâu tôi không có nhầm gì với ta hết. Bây giờ đọc cái bài thơ này. Luận tài đức anh hùng thời nào cũng có. Đây là phúc vẫn vơ mà, cho nên nhớ gì nói nấy vậy, nhớ gì dính nấy vậy đó. Luận tài đức anh hùng thời nào cũng có, thấp hay cao căn cứ chủ thể và đối tượng thi vi. Viết ra cái chủ thể và đối tượng thi vi này là muốn đề cập tới là các ông thiền sư rồi đó. Chứ ở ngoài thế gian thì ta nói là cái ý nghĩ và việc làm ha. Thí dụ như các nhà bác học, người ta học rồi ta lấy cái trí tuệ của người ta, ta có cái ý nghĩ trong đầu ta rồi ta chế ra là nhà máy nguyên tử nè, nhà máy hạt nhân nè. Rồi ta làm quả tiễn liên lục địa, ta làm máy bay tàng hình nè, ta làm tàu lặn nè, ta làm hàng không mẫu hạm nè, ta làm đại bác thành công nè, làm B-40 rồi thứ súng mà bắn một cái là cái gì cũng chảy đó, bắn xe tăng, bắn cái một là chảy đó. Cái đó là cái đối tượng thi vi của những nhà bác học. Còn đạo Phật thì cũng phải dựa trên cái chủ thể và đối tượng thi vi mình làm cái gì. Ý muốn đề cập tới là cái người tu thiền rồi đó, tu thiền là lập thiền viện rồi nhiều lắm mà tu hành không có đặt, không có biết sắp xếp, không biết chỉ bảo, không biết hướng dẫn cái đối tượng cho người ta tu thiền á, thì là thuộc về thiền ngồi là chết rồi, tội nghiệp cho những người tu lắm. Thiền mà thiền ngồi đó thì mà không biết đối tượng á thì nó nguy hiểm vô cùng. Có cái bài thiền ngồi nè, thiền ngồi mà 2-3-4 tiếng trở lên đó mới thông nhận thì mới dạy người ta vô thiền viện là phải vậy đó. Coi chừng thiền ngồi tiềm tưởng những gì đây, thiền sư mà không có quán triệt cái đạo lý của đạo Phật á, là ngồi đó mà bắt tìm, bắt cái người ngồi thiền đó ngồi đó mà tìm, ngồi đó mà tưởng, mà không biết đối tượng, không có đối tượng thì tìm tưởng chết cái bằng tọa, chết cái mục đích thôi đó. Thiền ngồi tìm tưởng những gì đây, mòn lãnh xương khu móng đít chai, thiền bởi não đầu không ở đích, hành hà cái đích nghĩ thương ai. Đây có một lối thiền nó bắt người ta ngồi đó mà tưởng tượng nghĩa là trước khi cha mẹ chưa sinh ta là ta là ai. Trời ơi, cái đầu đề tưởng tượng vậy đó mà ghi trong sách vở bắt người ta tu cách đây mấy ngàn năm á. Khi mà mình ngồi thiền mình lấy cái cách cái đầu óc của con thiên nga mình lựa món mà ăn á, mà
lỡ món ăn ngon để ăn được để mà ăn cho bổ, để mà ăn như ốc sò hến của con thiên nga nó mò ở trong bụng đó mà, thì lấy cái trí tuệ đó mà nhận định mà tìm ra rồi thì cái lối tu thiền dạy tầm bậy vô cùng. Khi cha mẹ chưa sanh ta, ta là ai? Ai trong đó? Cha mẹ chưa sanh là không có mình, không có cái thân ngũ quẩn này, không có con người bằng xương bằng thịt này, thì làm sao mà gọi là ta là ai mà tìm cái ta là ai? Một cái đối tượng thiền vô nghĩa mà hành hạ người ta ngồi đó để tìm, để tưởng tìm cái ta trước khi không có cha mẹ sanh, trước khi cha mẹ sanh tìm cái gì trong đó. Vậy mà gọi là thiền đó. Cho nên cái ông sư mà đặt ra cái môn thiền này, cái ông này có ở tù thời gian. Ông dạy làm bậy, sau đó là vua bắt ở tù. Ở tù cũng mấy chục năm gì đó, rồi nhà vua được phóng thích. Phóng thích rồi sao, rồi con của cái đời vua sao đó cũng muốn lấy cảm tình đó mà, cũng cho y áo lại, rồi cũng phong lại. Rồi chết rồi cũng có cho cái tháp, phong cho cái tháp gì đó. Cái này thì nói về vấn đề đó rồi mình mới nói kỹ, chứ bây giờ không phải nói những vấn đề đó, cho nên là mình nói sơ sơ vậy thôi. Cái ông này nè, ông dạy ta thiền đó. Cha mẹ chưa sinh, lúc đó ta là ai? Các Phật tử nghe suy nghĩ kỹ đi, các thiện hữu tri thức nghe rồi suy nghĩ kỹ lại đi. Cha mẹ chưa sinh là ta không có, chưa ra đời, chưa có cái thân gì ở trên, mà bảo tìm rằng là cha mẹ chưa sinh, lúc đó ta là ai, làm sao mà tìm cho ra? Cho nên thiền đó, thiền ngồi tìm cái gì, tưởng cái gì ở trong cái đối tượng thiền như vậy là không có, không cách nào để tìm ra cái gì ở trong đó hết á. Cho nên hành hà cái đức nghĩ thương ai đó, thiền là bằng cái đầu. Đức Phật Thích Ca thành tựu là do cái đầu, thành tựu bằng cái đầu chứ đâu phải bằng cái đích đâu. Đức Phật Thích Ca là dạy rằng là khi mà thành tựu được là thành tựu phát hiện cái vô sự trí của con người mình trong cái đầu óc của mình, trong tim óc của mình. Tim là tâm căn, còn óc là ý căn. Phải dựa vào tâm và ý mà thiền, chứ dựa vào cái bằng đích thì để mà kiếm chân lý ở đâu trong cái bằng đích để ngồi hành hạ cái bằng đích để làm gì? Để tìm tưởng mà không có đối tượng. Đức Phật đã tìm ra rõ ràng rồi mà bây giờ dạy cho mà mình không chịu tu. Đức Phật dạy mình quán thân bất tịnh mà mình chê cái quán thân bất tịnh hay sao? Cái thân ngũ quẩn này đây nè, tìm đi. Thân ngũ quẩn này tìm cho cuối cùng rồi thấy nó là thuộc về hữu vi pháp. Mà cái thân này là hữu vi pháp thì nó không có chân thật, nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như điện, vân vân. Vạn pháp cũng tìm để thấy được cái tánh quyển hư của vạn pháp. Để chi? Để mà đừng có đam mê, đừng có lưu luyến, đừng có đau khổ vì những cái thứ ngã và ngã sở không cần thiết kia. Còn đây là tìm khi cha mẹ chưa sanh ta là ai, làm sao có được? Cho nên cái ông thiền này nè, lần lần tôi sẽ nói tên, tôi chỉ rõ cho cái chỗ cho mà nghiên cứu. Dạy tầm bậy tầm bạ vậy rồi mà để là cả ngàn năm nay không ai dám rớ tới, không ai dám chỉ hết á. Đức Phật là dựa trên cái cơ sở là dạy người ta, gọi chỉ nói cho người ta biết gọi là văn, dạy cách cho người ta suy nghĩ là tư, và suy nghĩ mà thấy đúng rồi đó mới đem ra ứng dụng cái phương pháp nào để đem lại sự an lạc. Đó là phải hành, gọi là văn tư tu. Mà cái đối tượng của
đại khái cái đối tượng của đạo Phật là phải phải có giới, có định, có tuệ, thân mình phải đàng hoàng. Cái thân mà bê bối quá, làm nhiều điều tội lỗi không thì làm sao có định được, cho nên phải giữ giới. Mà giới đây nó không phải là giáo điều chủ nghĩa như là các cái đạo khác. Các đạo khác người ta cũng giữ giới, mà giữ giới cái kiểu cái bằng là dựa trên cái điều mà phán của một cái đấng mà người ta tin tưởng, điều phán dạy của cái đấng mà mình tin tưởng và tuyệt đối phải phục tùng. Còn cái giới của đạo Phật thì không bắt tuyệt đối phải phục tùng. Phật dạy rằng là không được giết hại. Anh nghe coi cái không được giết hại đó, mà nếu anh bằng lòng, anh thấy rằng là nếu giết hại là nguy cơ là gì, là hại mình hai người, hay là bất an trong xã hội, thì anh không giết hại. Anh phải nghiệm trước cái đạo Phật dạy vậy, anh phải nghiệm coi đúng không. Chừng nào anh thấy đúng, à thế thì anh không giết hại là đúng, là có lợi cho mình, cho người, cho xã hội, thì anh giữ cái giới không giết hại. Phật dạy cái giới không trộm cướp, làm con người làm ăn chứ không trộm, không cướp của người khác. Người khác làm thì mình không được động tới của sở hữu của người ta. Ngược lại của mình, ai ăn trộm cướp của mình cũng không vừa lòng, mình đau khổ, thì mình cũng đừng chiếm đoạt cái của cải của ta. Giới Phật dạy như thế, người đệ tử Phật phải giữ cái giới không trộm cướp, đúng không? Giữ như vậy có đem lại sự lớn cho mình, cho người, cho xã hội không? Nếu anh thấy, anh suy nghiệm đúng, à thì anh giữ. Cho tới ví dụ như cái giới thứ năm là cái người nam không uống rượu, vì rượu có hại. Rượu không phải là giết người, nhưng mà uống rượu ra tới nó sai rồi có thể giết người. Rượu không phải là trộm cướp, nhưng mà người đàng hoàng không uống rượu là không trộm cướp. Vậy mà cái lúc mình uống rượu sai rồi, cái trí không còn nữa đó, là mình có thể làm những cái điều mà tương quan tới trộm cướp, tới chiếm đoạt của cải người ta, vợ con người ta cũng có. Cho nên rượu không phải là tà dâm, không phải chiếm đoạt vợ con ai. Vậy mà uống rượu sai rồi có thể làm những điều đó. Rượu không phải là nói gian, nói dối, nói lừa đảo, bị bợm. Vậy mà uống rượu rồi có thể là trở thành người nói gian, nói dối, nói bị bợm, nói lừa đảo. Do vậy cho nên là người nam thì tu theo đạo Phật á, thì cũng nên cử rượu. Thế thì đại để là giới là vậy đó. Do giới mà mới tu thiền định được, mới sáng suốt, phần tâm mới nhẹ nhàng, mới trong sáng, mới tỉnh táo, mới tu thiền định. Do thiền định mà phát sinh ra trí tuệ. Trí tuệ để làm gì? Trí tuệ để phục vụ, để nhận thức điều nào đúng, điều nào sai, điều nào thiện, điều nào ác, để mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý, để mà có đem lại sự giải thoát cho bản thân, gọi đó là người được cái mặt niết bàn, và đem lại cái trí tuệ đạt tới đỉnh cao gọi đó là quả vị bồ đề. Đạo Phật là vậy, phải dựa trên giới định tuệ làm đối tượng để tư duy quán chiếu thiền định tu tập, dựa vào cái phần chủ thể là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Chứ dạy trật lắm, dạy tầm bậy mà mày ghi trong sách vở là vua bắt nó bắt ghi cho phép ghi, nó bắt buộc phải ghi. Tôi nghiên cứu rồi, nghiên cứu để tôi mò ra như con còng con ốc, giống như con thiên nga vậy đó. Rỉa thì rỉa nước bùn, nhưng mà lấy còng, lấy hến, lấy ốc, lấy những cái lúa rơi ở trong những cái nước bùn, cái ruộng đục đó, tôi báo động cho Phật tử gần xa biết, cho những thành phần sẽ hữu tri thức của tôi nên xét lại kinh điển nha, dám làm không?
Giáo làm thì mấy anh mới có thể là kiếm được còng ốc mà ăn, chứ còn không là ăn vừa còng ốc thì không bao nhiêu. Hến sò thì không bao nhiêu mà ăn bậy bạ đồ tạp nhạp ở trong đất bùn đó là chết ngỗng, chết thiên nga hết đấy. Nhưng mà nếu mà thiên nga thiệt, ngỗng thiệt thì nó không dạ gì ra. Sợ quá đi, nghiên cứu kinh Phật giờ sợ quá. Bây giờ kéo trở lại cái bài này, luận tài đức anh hùng thời nào cũng có. Thấp hay cao, căn cứ chủ thể và đối tượng thi vi. Chủ thể là người tu thiền, mà đối tượng thiền phải biết đối tượng thiền. Chứ thiền mà thiền cái kiểu mà dạy ngồi để mà tưởng tượng những cái đề tài mà không bao giờ có chân lý gì hết, thì ngồi mà tưởng cái đó là sai lạc, tội nghiệp người ta lắm. Đó là nói pháp môn thiền. Thiền cũng như vậy. Mai mốt nói tới pháp môn tịnh độ cũng vậy thôi à. Tịnh độ là tịnh độ. Tịnh độ không có nghĩa là kêu tên Phật rền trời rền đất cả ngày mà gọi là được giảng sanh. Cho nên cái pháp môn tu tịnh độ cũng vậy. Tôi đã nghiên cứu về là các bậc tiền bối ai đúng ai sai, chứ không phải là gọi là pháp môn tịnh độ là kêu tên Phật Di Đà để cho mềm xác chết, không cần thiết đâu. Xác chết người ta chết rồi, mềm để làm gì? Cho nên nói hoài đó có hết, mà nói rồi thì lỗ lã. Nhiều người ta không chịu, ta không bằng lòng nghe, ta không bằng lòng tư duy, mà ta chỉ cần cái sự rủ rê hoặc là cái cảm tình nào đó lôi kéo vậy thôi, chứ ta không cần sử dụng đầu óc, sử dụng trí tuệ. Cho nên cái tâm lành thì có, phát tâm tu thì có, mà không gặp minh sư hướng dẫn, chúng tử đại thừa chưa có, thì không đủ trí tuệ để nhận thức, để đánh giá đúng sai. Nên như vậy thì phải nhờ thiện hữu trí thức, phải nhờ minh sư. Mà nếu mà không may mắn mà không gặp minh sư là coi như cuộc đời mình hư rồi, hỏng bét, thua rồi. Bởi vì người mình nhờ người đuôi mình dẫn đường thì làm sao mà mình không rớt với hầm gió được, không lủi vào trong những cái đường mà trong gai. Nhờ dẫn đường mà người không có đuốc đi bằng đêm thì chết rồi. Người mù không có mắt mà dẫn đường mình đi ban ngày thì chết, còn bằng đêm mà người dẫn đường không có đuốc thì cũng mình cũng chết luôn. Cho nên cái đối tượng thi vi này nè, đó là muốn đề cập tới vấn đề tu thiền đấy, chủ thể và đối tượng. Còn nếu về việc làm thì là việc làm, ý nghĩ về việc làm. Lập chùa để chi mới được chứ. Chứ đâu phải bỏ ra cái ngàn tỷ lập chùa rồi có phước đâu. Phật đâu có thiếu chỗ ngồi, Phật đâu có cần chùa phải trang trí đẹp đẽ, Phật mới ở. Rồi mình bỏ ra cái ngàn tỷ vậy đó, để vậy đó, để mình làm cho thiệt đẹp, hoa viên thiệt đẹp, mua cây cỏ, nghĩa là kia cảnh vật là thiệt là quý. Cái đó là đối tượng thi vi của những nhà sư. Còn đối tượng thi vi của những nhà thiền sư dạy tu thiền mà không biết thì nguy hiểm vô cùng. Ở Việt Nam giờ có chỗ có chùa ta cất ngàn tỷ đó. Cất chùa ngàn tỷ thì điều đó các đại gia có. Nhưng mà có cái chùa để làm gì mới được chứ. Chứ đâu phải hai cái chùa là có phước, phước ở đâu trọng. Cái chuyện này là chuyện xuất xưa đã nói rồi.
Hồi đó nhà vua ở Trung Quốc hỏi Bồ Đề Đạt Ma, chứ tôi làm hơn 70 cảnh chùa, chùa nào chùa nấy nguy nga đó vậy, chứ tôi có phước không? Thế tôi có phước không? Bồ Đề Đạt Ma, ông không dị tình. Ông vừa vào đại lý Đạo Phật, ông nói thẳng ông không dị tình, ông nói rằng không có phước. Ở trong cái bỏ tiền ra các 70 mấy cái cảnh chùa đó không có phước. Ông Bồ Đề Đạt Ma nói thật chứ, đâu phải là ông nói thật đâu. Vậy mà nó trù dập ông Bồ Đề Đạt Ma, nghĩa là coi như không làm đạo, rồi phải 9 năm mà ngồi tu tập, coi như cô đơn vậy thôi. Thì cái đối tượng thi vi nó rất là quan trọng đối với cái người đệ tử Phật. Tôi nhắc về các Phật tử mà có học đạo rồi, đừng có tưởng đâu là bỏ tiền vô cái ngàn tỷ rồi cất mấy chục cái chùa hoặc là 2-3 cái thiền viện thiệt quý đó, gọi là mình tìm phước ở trong đó, không có đâu nha. Hồi xưa Bồ Đề Đạt Ma cũng nói vậy rồi, bây giờ thì tôi cũng là dựa vào kinh Phật mà tôi nói đó. Cái bố thí của Đạo Phật là Đức Phật dạy cho ông Tu Bồ Đề, cái kinh đó là kinh tối thượng đại thừa đó, dạy cho ông Tu Bồ Đề có hai câu hỏi, đáp lại ông Tu Bồ Đề có hai câu hỏi. Vân hà ân trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Người tu hành muốn phát tâm Bồ Đề phải hàng phục cái tâm như thế nào, phải trụ cái tâm như thế nào. Phật dạy hàng phục cái tâm là phải hàng phục 10 cái thứ chúng sanh ở trong bụng ông, ở trong đầu ông, ở trong tim ông á. Đó là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ngã giai linh nhập vô như niết bàn như diệt độ chi. 10 loại chúng sanh đó nó diễn biến ở trong cái đầu của ông á, cái đầu trong cái đầu của tất cả mọi người á, nên diệt độ nó, nên quá độ nó. Cái đầu ông có thể lúc là thai sanh, mà có lúc thì noãn sanh, có lúc là quá sanh, có lúc là thấp sanh, có lúc là hữu sắc, có lúc là vô sắc, có lúc là hữu tưởng, có lúc là vô tưởng. Cái đầu ông á, nó có lúc là ở trong dục giới, có lúc là ở trong sắc giới, có lúc là ở trong vô sắc giới. Ông phải độ nó đi, hàng phục 10 cái loại ý nghĩ sai quấy trong đầu ông ấy. Đó là cái cách hàng phục tâm của một vị Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề. Rồi còn cái câu thứ hai Phật dạy là nên trụ tâm như thế nào. Phật dạy là trụ cái tâm ở chỗ vô sở trụ. Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề, trụ tâm ở cái chỗ vô sở trụ mà làm việc bố thí. Phải phát tâm bố thí, trụ cái, mà làm cái việc bố thí đó là phải phát cái tâm trụ ở cái tâm vô sở trụ để làm việc bố thí. Vậy thì bố thí là bố thí cái gì? Bỏ vô 1.000 tỷ hay là 5.000 tỷ, 10.000 tỷ cũng vậy thôi à, không có phải bố thí vậy đâu. Bố thí cái đó là coi chừng á, bỏ tiền ra bố thí rồi là tới chừng có lúc nào đó tôi cái này là tôi có nghe sự thật cái này. Bỏ tiền ra bố thí cũng đã rồi cái rồi đất bán hết, ruộng bán hết, tài sản bán hết, tới chừng một sa cơ gì đó, cái lúc đó mình nghèo khổ vô cùng mà ở không có chỗ ở nữa. Rồi con cái nó buồn bực, nó giận, nó phản đối, cái nó không quý, cái rồi mình nói con mình bất hiếu, mình trách sao cho được. Hồi có tiền si mê đem đổ vô các chùa các chiền để lấy phước. Bây giờ tụi tôi bằng ăn không khá, vốn liếng ông bà đã cho vô chùa chiền, vô thiền viện hết rồi. Rồi bây giờ đây là nghèo rồi, biểu tôi lo cho đầy đủ, lấy gì tôi lo? Rồi con cái nó lo không có như ý, rồi buồn, rồi giận con cái nữa. Cái này là có thiệt rồi đó. Cho nên bỏ tiền vô làm để mà mong gọi là lấy phước đó. Xưa kia là Bồ Đề Đạt Ma đã nói rồi, bây giờ tôi cũng nói y như vậy. Làm chùa không hề có phước gì hết.
Bố thí như vậy không phải là bố thí của đạo Phật. Bố thí của đạo Phật là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh sanh tâm, bất ưng trụ hương vị xúc pháp sanh tâm. Đừng để cái tâm mình vướng mắc với tiền tài, với sắc dục, với danh lợi. Đừng để cái tâm mình vướng mắc là với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Cái tâm mình phải cắt đứt cái giữa lục căn lục trần, phải cắt đứt, đừng cho nó dính mắc nhau. Đó là cái cách bố thí của đạo Phật đấy. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, phải sanh cái tâm, nghĩa là đặt vào cái chỗ cái bằng vô sở trụ, không dính vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp lục trần đó. Đừng để cho nó dính mắc, đừng trụ trong đó. Bố thí đó là bố thí ba la mật đấy. Chứ bố thí mà nên mà bỏ cho mấy ngàn tỷ rồi ở đó cứ nhìn cái chùa, bữa nào cũng lại cái chùa, lại lại Phật, rồi bắt ông thầy chùa đó lại đốt nhang cho mình nữa. Thầy chùa mới đốt nhang thì lâu lâu bỏ vô nghĩa là 5-10 triệu làm lễ nữa, rồi bắt thầy chùa ngồi đó chú nguyện cho mình nữa. Tu như vậy là không trúng đâu. Ông thầy chùa làm vậy cũng không trúng, mà Phật tử tu như vậy cũng không trúng đó nha. Nhưng mà tôi nói cái này là nhiều người ghét dữ lắm. Nhưng mà ghét là ghét, chứ tôi nói kinh chứ đâu phải của tôi đặt ra đâu. Tôi không có đặt ra để làm gì. Tôi thì gần chết tới nơi rồi, nghĩa là tôi chấp nhận cái chết của tôi là từng ngày mà. Không phải từng tháng mà từng ngày cơ. Mà tại nó chưa chết rồi phải nói vậy thôi. Nói là cũng nói trời chứ chắc gì ai nghe. Đâu phải ai nghe cũng quan hỷ gì đâu. Nhưng mà đều bây giờ mình biết rồi, mình không nói mình cũng chết. Cho nên bây giờ nói vậy đó. Nói hoàn toàn là dựa kinh điển đó. Nhưng mà không phải là dựa kinh điển ai cũng chịu. Ai cũng bằng lòng nghe. Chứ bây giờ đây là Việt Nam mình nghèo thấy mồ vậy đó. Mới khá thôi mà bỏ ra 1-2 ngàn tỷ để làm chùa đẹp để làm gì. Tôi đâu có chịu, tôi không phục cái đó đâu. Phật thì bằng đồng. Phật đồng một ông vậy đó. Phật 5-10 tấn đồng vậy đó. Rồi một ông Phật lớn cao mấy thước. Có ông Phật người ta định ta làm Phật tới 50 thước, 70 thước á. Làm gì có Phật ở trong đó. Mà bỏ ra bao nhiêu ngàn tỷ để làm vậy, để làm cái gì? Đạo Phật không chủ trương như vậy. Phật Thích Ca không hề làm như vậy. Cho nên Tháp Hay Ca là căn cứ chủ thể và đối tượng thi vi. Chứ còn mình làm một vị thiền sư, mình làm một vị trụ trì, mình làm một vị pháp sư gì đó, mà cái đối tượng thi vi của mình làm mình không biết để làm gì mà. Sau này người ta tu thì người ta cất chùa, người ta tu chứ chuyện gì mình phải cất để. Mình cất mà mình chưa tu được, mình chết rồi thì thằng nào tu cái chùa này? Sau này nó chắc gì nó tu hơn mình. Giờ nó làm cái gì cho ai? Mà Đức Phật Thích Ca xưa kia không cất chùa thì đã có sao đâu. Cái lý tưởng của Đức Phật là phục vụ cho giải thoát tri kiến. Chứ đâu phải là cất chùa để chắc. Cất chùa thiệt chắc thiệt, thiệt bền để người sau tu. Cho nên cái đối tượng thi vi mà sai rồi đó. Thì là Luân Anh Hùng á, thì coi chừng à. Luân Tài Đức á, coi chừng à. Tài Đức để làm vậy đó hả? Anh Hùng để làm vậy đó hả? Thấp hay cao là căn cứ chủ thể và đối tượng thi vi. Phục vụ cho ai? Làm để phục vụ cho ai? Thi thố thủ thực gì? Nhiều khi mình muốn phục vụ cái lý tưởng danh lợi của mình, rồi mình thi thố những cái thủ thuật có thể gian xảo nữa. Mình giả đò mình tu ghê gớm lắm. Mình giả đò mình ngồi thiền ghê gớm lắm. Mình giả đò mình nhập thất ghê gớm lắm. Mà kỳ thật đó là thủ thuật đó. Mà thủ thuật như vậy đó là ngậm bồ hòn làm ngọt là một đời đó, mình không có được cái gì hết á. Cuộc đời mình không có được gì hết. Mình kêu bằng thi thố những cái bằng hiếm dị hoặc chúng. Mình làm những cái điều lạ kỳ,
để rồi đồn đại ra những cái lạ kỳ vậy đó, để cho người ta sợ cái đó rồi ta theo, để mà mình lấy cái danh thì cái uy giả đó gạt người ta. Cái đó coi chừng á, thành ra mình làm cái việc thi thố mình đó, mình để phục vụ cho ai, thi thố bằng thủ thuật gì đó coi chừng á, không có lợi ích gì cho mình hết, mà cũng không lợi ích cho người khác nữa, mà chỉ có cái hư danh thôi đó. Làm để lại, để cho ai, đố ai mà biết. Người sau này nếu người ta tu là người ta tìm cái chỗ, cái đường lối của người ta tu chứ. Chỉ cần gì mà phải lại cái của mình để lại cho người ta, ta mới tu hay sao? Cho nên làm để lại. Còn làm chùa, làm thiền viện cho nhiều để gọi là đền ơn ta bảo, cái đó, cái câu đó nói bậy dữ. Làm chùa đẹp cỡ nào cũng không gọi là làm để lại đền ơn ta bảo được. Bao nhiêu thiền viện để lại cũng không lấy cái đó mà gọi là đền ơn ta bảo được. Nếu mà làm cái đó mà gọi là đền ơn ta bảo mà quý thì Đức Phật Thích Ca chẳng lẽ là ngu hơn mình à? Phật Thích Ca không làm, không xin tiền của phụ hoàng ra để làm. Chẳng lẽ Phật Thích Ca không có trí tuệ à? Cho nên là mình làm cái gì mình phải coi mình là đệ tử Phật, mình phải coi cái việc làm của Phật chứ. Tiền bạc bây giờ còn biết bao nhiêu người nghèo đói, người ta chỉ cần cái tiện nghi, cái là tối thiểu thôi để mình sống đỡ khổ với nhau nè. Biết bao nhiêu còn thiếu mà mình không giúp đỡ, mình không hỗ trợ cái việc đó. Mình làm cái chùa để cho ngàn ngàn tỷ, hai ba ngàn tỷ, năm mươi ngàn tỷ để thờ Phật, làm gì có Phật trong đó. Mà Phật Thích Ca đâu có khoái đẹp đâu. Nếu mà ông khoái đẹp thì đó, hồi đó là ông đi tu, ông đâu có ngu gì mà ông phải đi khất thực. Khất thực là tối ngủ với ngoài rừng, ngoài gốc cây. Thành ra mình vô tình, mình làm coi chừng mình sỉ nhục Đức Phật mình mà mình không biết đó nha. Mình sỉ nhục Phật Thích Ca ngu hơn mình chứ gì. Tội lỗi lắm đó nha. Hoàng tử mà đi tu rồi đi khất thực rồi ngủ ở gốc cây, ngủ ở đình, ngủ miếu, ngủ chỗ nào để tránh mưa tránh nắng được thôi. Không biết về xin tiền của phụ hoàng, của mẫu hậu để cất chùa, để làm cho thiệt đẹp. Vậy là Phật Thích Ca ngu hơn mình chứ gì. Coi chừng đó, tu lại đi nha. Đấy là nói chuyện của người tu rồi nha. Còn thời gian thì khúc dưới nhắc nhở, thời gian khúc dưới cái khoảng dưới, cái bài thơ khoảng dưới. Bây giờ cái bài này nhắc nhở người thế gian nè. Đọc lại cái bài trên nhắc nhở tu sĩ đó. Luận tài đức anh hùng thời nào cũng có, thấp hay cao căn cứ chủ thể và đối tượng thi vi. Phục vụ cho ai, thi thố thủ thực gì, làm để lại, để cho ai, ai có biết. Đó là nhắc nhở về những cái hài thiện hữu tri thức tu sĩ để ý. Luận kim cổ, cổ kim hí trường đầy kịch tính. À, đây là luận kim cổ à. Luận về mặt thế gian à. Thế gian này gần đây là tôi nghe cái chuyện mà của cái phim mà Tam Quốc á, Châu Cha ơi. Cái bài thơ tôi đâu ha. Coi cái phim của Trung Quốc thấy hãi hùng luôn. Nghe cái phim của Trung Quốc
ấn quá rồi tôi mới làm cái bài thơ này gọi là Tiền Xích Bích rồi. Tức là trước khi mà Châu Du mà phá cái trận Xích Bích của Tào Tháo đó, là Khổng Minh thiệt chức quần nho đối thoại với cái đám nho, đám hũ nho, rồi Khổng Minh đối thoại với Lưu, với Ngô Tôn Quyền, rồi gặp gỡ đối thoại với Châu Du, rồi Châu Du đối thoại với Tử Du, rồi Tào Tháo với Khổng Minh, rồi Khổng Minh với Châu Du. Ố chúng ta thì xài quá sức trí huệ đi, cho nên là tôi coi cái đó rồi tôi làm bài thơ về đây nè, thấy mà thất cười, thấy trần thế mà cái kiểu sống của trần thế thấy mà thất cười. Bây giờ đọc cái bài thơ Phúc Vân Vơ cái đã. Luận kim cổ kim hí trường đầy kịch tính. Mình sống ở trong một cái hí trường đó nha. Cuộc sống của trần gian này là giống như là hí trường, giống như là sân khấu vậy đó, đầy kịch tính nè, chỉ là trò đùa, trò cười, trò vui gì, và đau khổ cũng có. Bởi vì trên cái hí trường đó thì nó có vui mừng, buồn, giận, thương ghét, phải quấy, đủ thứ. Bởi vì cái hí trường đó là cái sân khấu là cái xã hội rút gọn. Mình đi coi hát rồi, mình đi coi kịch rồi đó, nó là một xã hội rút gọn. Luận kim cổ kim hí trường đầy kịch tính, kiếp nối diễn trò quan lạc ảo giả ai bi. Quan lạc ở trên sân khấu cũng là quan lạc ảo, mà ai bi mà khóc than thương tiếc trên sân khấu cũng là ảo, giả ai bi chứ không có ai bi thiệt. Hồi đó có những cái giai thoại mà của bà Phùng Há, bà kể chuyện nghe mình cười bể bụng. Mới thương yêu đó vậy đó mà vô trong sân, vô trong hậu trường chút xíu rồi là cãi cọ, có người quýnh lộn ở trong hậu trường á. Bà Phùng Há bà kể chuyện giai thoại cho nhiều người thân quen rồi bà kể cho nghe đó. Cho nên bà Phùng Há hồi đó là một cái tay tổ tiền bối của Việt Nam, mà bà không cho con bà đi tới mà tham quan những cái hậu trường của sân khấu, gần như là không dạy, không truyền nghề cho con cháu mình. Bà nói cái đó nó không tốt, cái đó cái hí trường, cái sân khấu nó không tốt. Mình ngoài coi vậy đó, khóc thương yêu vậy đó, mà vô trong chút xíu là quýnh lộn, có người quýnh lộn ở trong đó, mà vừa quýnh lộn ra diễn liền. Bà Phùng Há kể nghe cười bể bụng luôn, vừa quýnh lộn trong đó ra ngoài này phải hát ngon lành vậy đó, phải thương phải yêu, hoặc là phải giả đò mình làm là bài tôi, hay giả đò thương yêu công chúa, hay là tôi với hoàng thượng gì đó, đều là phải làm vai trò đúng vậy mà mới có trong hậu trường là đòi quýnh lộn trọng á. Tiếp đối diễn trò hoang lạc gì ảo giả ai bi, thỏa mãn yêu đương đoàn tụ quyển dối đời. Trên thị trường là thỏa mãn yêu đương đoàn tụ, là đoàn tụ quyển, mà yêu đương quyển. Có những ông ở trên đó kêu bằng hội tam thê ha. Trên cái thị trường đó có những ông kêu bằng có cái tuồng gì đó, cái ông đó mà kêu bằng Trần Diệt Chánh hội tam thê, ba người vợ đoàn tụ, mà kỳ thật không có đoàn khỉ khô gì trên. Thỏa mãn yêu đương đoàn tụ quyển dối đời, màn đắc thắng khúc xa cơ gặp thời thế
thế nào ra thế ấy. Thì ở thế gian này, ở thế gian này cũng là một cái hí trường rộng, còn sân khấu là hí trường hẹp vậy thôi, chứ cũng rồi màn đất thắng, rồi cũng có cái khúc sa cơ. Mà đất thắng sa cơ thì gặp thời thế, thế nào ra thế ấy, chứ không có cái gì bảo đảm được hết trơn. Danh vọng, địa vị, chức tước, vân vân đều là không có cái gì thiệt hết. Cái này mình không nhắc ra mấy ông tổng thống chi ha. Chứ tổng thống thế gian biết bao nhiêu người là cuộc đời đâu có ổn gì đâu. Ở đất nước Việt Nam mình cũng có tổng thống cũng không có ổn. Rồi đất nước Hàn Quốc cũng có, rồi đất nước Nam Phi cũng có. Làm tổng thống không có ổn gì hết. Cho nên cuộc đời chỉ là hí trường thôi. Bây giờ tôi nhắc tới cái vụ mà tiền xích bích đó nè. Coi cái bài thơ này rồi nhớ Châu Du, nhớ Khổng Minh, rồi nhớ Ngô Tôn Quyền, rồi nhớ Tử Du. Tử Du mà một người bạn học là với Châu Du mà đi du thuyết cho Tào Tháo. Ôi chục chàng đọc nghe cái đó nó thú vị sao đâu á. Mà sự thật là có vậy. Thế thì tôi tóm tắt lên trong cái bài mà thơ ngắn này nè. Không cười sao được hỡi chư quân, phú quý vinh hoa nghĩ hải hùng, thủ đoạn trời ơi khôn xiết không kể xiết, quen người biết mặt khó đo lòng, quen người biết mặt tự kính lại với Trung Du là học trò bạn học hồi nhỏ. Mà bây giờ hai ông, một ông đi làm sứ khách cho Tào Tháo, Tử Du đi làm sứ khách cho Tào Tháo. Châu Du biết bạn mình là cái thằng này bây giờ nó làm là tay chân của Tào Tháo, nó đi sứ khách mình. Mà giả đò gặp anh em bạn hữu rồi thân thương rồi uống rượu rồi ngủ chung, mà gài với nhau để mà bắt với nhau, để mà xử tội nhau, để mà trừng trị nhau, nghe ghê quá chừng đi. Còn Khổng Minh thì giúp cho Châu Du bao nhiêu cái kế nó thành công à. Mà giúp được một việc rồi là Châu Du phải tìm cách để giết cho được Khổng Minh, tìm cách này cách khác là giết. Mà Khổng Minh này quá tài trí, cho nên không Châu Du muốn giết mà làm không nổi, không hại được Khổng Minh. Chứ sự thật là ngồi bàn luận nhau đó, đưa mưu kế cho nhau đó, vậy mà muốn giết nhau từng ngày, từng giờ, thấy sợ quá, thấy sợ cuộc đời quá. Nó dài quá, cái này gọi là nhắc nhở, cho nên nó dài quá vậy thôi. Bây giờ tóm tắt lại là vấn đề Phật tử nên để ý về cái cách tu học đó mà. Phải chọn thầy, chọn minh sư. Và bất cứ minh sư nào, là ông minh sư đó phải là thầy để dạy mình, mà dạy cho mình đó là phải dạy bằng diễn đạt nghe. Bằng diễn đạt, bằng lời nói để cho mình nghe rồi mình suy nghĩ đó. Chứ mà không diễn đạt, không hướng dẫn, không dạy bảo mà bắt mình ngồi gật gưỡng để mà thiền định một cái thứ mà không bao giờ có nghĩa lý, thì cái đó mình không nên theo. Phải học đường lối của Phật là văn như tư, tư như tu. Đức Phật phải dạy cho mình. Giờ mình làm học trò ai đó, ông thầy nó phải dạy cho mình. Và mình trọn quyền suy nghĩ. Mình nghe ông thầy rồi, phải dạy cho mình để mình nghe. Mà nghe rồi là phải để cho mình trọn quyền suy nghĩ, chọn lựa và nhận thức của mình. Chừng nào mình trọn quyền suy nghĩ rồi, mình chọn lựa, mình nhận thức đúng rồi là mình làm. Mình phải thực hành theo cái lời dạy của thầy.
mà tôi học lời dạy của thầy, chứ kỳ thật là tôi học lời dạy qua lời Phật ý kinh, qua thầy, qua thầy chuyển đạt, nhưng mà thật sự là lời Phật ý kinh. Đó là cái cách học vậy đó. Văn nhi tư, tư nhi tu, bốn phần thầy phải dạy cho tôi. Mà thầy dạy tôi rồi, thầy phải để tôi trọn quyền suy nghĩ, trọn quyền nhận thức. Chừng nào tôi nhận thức xong rồi, tôi bằng lòng rồi, tôi mới làm đó. Học vậy đó rồi mới có thể làm con thiên nga được á. Chứ mà thầy nói gì nghe làm theo đấy hết là không phải thiên nga rồi đó nha. Không phải ngỗng, không phải dịch à. Còn về mặt thế gian á thì thôi. Về mặt thế gian á thì phải nên viễn ly đi, phải tập viễn ly. Tuổi trẻ thì ráng làm để cho có chút vốn liếng. Thì lớn lên rồi đó thì gửi vào trong đợi giờ người ta làm ăn đó, nó cũng có cách hay, ai đó có vốn liếng rồi bỏ vào trong ngân hàng để dưỡng già. Vì còn cái tiền bạc gì đó có nhiều khá thì mình chuyển giao cho con cháu nó làm ăn. Nó làm ăn thì cũng kết giống như mình gửi ngân hàng vậy. Nó làm ăn nó khá rồi thì nó phục vụ lại cho mình. Còn cái nào mình đưa giống liếng cho nó làm ăn rồi, còn cái số nào đó mình để vô ngân hàng mình lấy tháng vậy. Thí dụ Việt Nam mình tháng 3 triệu, 2 triệu vậy được rồi. Còn khá hơn nữa là 5 triệu cũng được. Dư thì mình xài rộng rãi, 10 triệu cũng không sao. Nhưng mà cái đó mình phải thủ à. Tại sao tôi nói phải thủ? Phật Thích Ca xưa không có thủ là tại vì Đức Phật đi khất thực mỗi ngày. Còn mình bây giờ đệ tử Phật trong cái thời này mình không có đi khất thực mỗi ngày như Phật Thích Ca được. Thì cái vốn liếng mà mình bỏ cho con cháu nó làm ăn đó là cũng là cái cách mình gửi ngân hàng đó là cũng là cái cách như mình đi khất thực vậy đó. Thành ra một là con cháu nó ủng hộ mình nuôi nấng đó để nó thành tài, nó thành người hiểu biết, hữu dụng xã hội, nó có tài năng rồi thì có tiền ủng hộ mình, đó là một cách. Nếu không có con cái học hành để nó cất giữ cho mình bằng cái kiểu nó tài năng của nó thì mình có chút nào đó mình gửi vào trong ngân hàng để lấy lãi ra ăn hàng tháng, giống như mình khất thực không đi mà vẫn có thực phẩm, có đồ khất thực để ăn như Phật Thích Ca hồi xưa. Rồi nghe rồi suy nghĩ rồi thì mình diễn ly đi. Diễn ly là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, tức là phải làm cái kiểu mà bố thí mà là bằng cái cách là ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Mình để cái tâm mình ở chỗ không để, không có chỗ để, không để vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy cái người phát tâm Bồ Đề làm việc bố thí bằng cái cách là cắt đứt giữa lục căn và lục trần. Nếu mình có cái điều kiện mà có thực rồi đó, khỏi đi khất thực mà có ăn đó, thì mình tu bằng cái cách là cắt đứt lục căn và lục trần là mình có an lạc, có hạnh phúc, có niết bàn đó. Niết bàn ở nơi mình, do mình đó, chứ không phải là lại lục à nha. Tôi nói với các Phật tử gần xa đó, các vị nào mà mê lại đó, mê lại trời, lại Phật, lại thánh thần đó là học nghe với tôi không có được, nghe với tôi là chửi bỏ chứ không ưa được. Bởi vì tôi nói theo kinh Phật mà. Phật hồi xưa nó có lại thằng nào đâu. Không có lại thằng nào, ông nào, con nào, thằng nào, ông nào, bà nào hết. Phật là do tôi, do có giới mà có định, mà có định là có trí tuệ. Có trí tuệ nó phục vụ, nó làm cho có giải thoát tri kiến. Chứ Phật không có lại đấng nào, ông nào, bà nào, thằng nào, con nào.
Cho nên là những cái người mà nghe nghe tôi mà mê lại đó, với mê khấn đó, là nghe tôi là chửi bỏ, mà chửi cũng không sao hết đó. Tôi chấp nhận, chứ tôi không thể là tôi không nói. Chửi bỏ chứ không thể không nói. Bởi vì tôi học Phật mà tôi văn minh, tôi không nói cho người ta hiểu cái gì của Phật đó, thì tôi dạy đạo cái dạy học đạo Phật cái gì. Cho nên những điều tôi nói tôi biết hết, chứ đâu phải tôi không biết đâu. Ai chửi tôi biết, mắng nhất cỡ nào cũng biết, đối lập cỡ nào cũng biết. Nhưng mà đều phải nói thôi. Phải nói cái lẽ thật của Đức Phật, để cho những ai người ta quý trọng Đức Phật, người ta đi theo con đường của Phật đúng. Chứ không người ta tưởng tượng rằng người ta theo Đức Phật mà tự nhiên là không trúng gì của đạo Phật hết trơn. Tôi nói nhiều quá, xin lỗi. Nghe cái nào được là nghe, còn cái nào không được là cứ bỏ, không sao hết. Tại vì bây giờ là không nói cũng chết. Cho nên giờ là còn nói được là cứ nhắc nhở vậy. Tôi ngừng ở đây, xin chúc an lạc tinh tấn. Còn cái trực chỉ này, các vị có kinh rồi, các vị ai muốn đọc đọc chứ. Chứ giờ nói tính nói chừng nửa tiếng giờ thôi, mà giờ hơn giờ rồi. Giờ còn Phật trực chỉ là tôi thì xin mời các vị cứ kéo bạn xuống mà đọc. Mà nó cũng có khác gì hơn cái tôi nói. Xin chào, chúc an lạc, tinh tấn, văn như tư, tư như tu. A Di Đà Phật.